Trong thời gian gần đây, Tổng thống Trump liên tục gây ra các cuộc tranh cãi, không chỉ là vì quyết định sa thải giám đốc FBI James Comey, mà còn là các cáo buộc ông tiết lộ thông tin mật cho phía Nga. Và điều này đang tạo nên một cơn sốt cá cược ở Mỹ sau khi tỷ lệ đặt cược cho khả năng ông Donald Trump sẽ không đi chọn một nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đang tăng vọt trong những ngày qua. Trong hai ngày qua, trang web cá cược chính trị Predicted ở Mỹ đã ghi nhận lượng cá cược cao kỷ lục liên quan đến khả năng ông Trump bị luận tội, khi có tới hơn 100.000 lệnh đặt cược trong vòng 24 giờ sau khi có thông tin về bản ghi chép của cựu giám đốc FBI Comey cho rằng ông Trump đã yêu cầu ông chấm dứt điều tra về mối quan hệ giữa cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và Nga. Và tại thời điểm sáng 17 tháng 5 theo giờ địa phương, giá vé đặt cược tổng thống có cho khả năng bị luận tội tăng lên 33% so với mức chỉ 7% vào tuần trước. Những người cá cược đều là cử tri Mỹ. Còn tại nhà cái Paddy Power Betfair ở Ireland, tổng cộng đã có hơn 270.000 đô la Mỹ tiền đặt cược cho khả năng ông Trump sẽ chấm dứt nhiệm kỳ sớm. Việc đặt cược cho khả năng ông sẽ mất chức vào các năm, cụ thể từ năm 2017 đến năm 2020, cũng sẽ giúp nhà cái thu được 480.000 đô la Mỹ. Trong khi đó, nhà cái Ladbrokes ở Anh đã giảm tỷ lệ thắng cược cho khả năng ông Trump bị luận tội. Tuy nhiên, bà Jessica Bridge, đại diện cho công ty này cho biết tiền vẫn cứ đổ vào đặt cược cho khả năng này.